Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của Pháp không nội. Pháp không nội có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của chơn như có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thánh đế khổ có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tám giải thoát có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp môn giải thoát không? Pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của mười địa Bồ Tát có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của năm loại mắt có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của mười lực Phật có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được chăng?
Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của Pháp không quên mất. Pháp không quên mất có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tánh luôn luôn xả. Tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của trí nhất thiết có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Đà La Ni có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả dự lưu có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả vị độc giác có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Do nhân duyên này, tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.